Đúng 14 giờ, ông chủ tọa hội đồng xét xử, thẩm phán Ngô Tiến Hùng đã đọc bản án nêu rõ. Qua kết quả điều tra và xét hỏi tại tòa, hội đồng xét xử đã có đủ chứng cứ kết luận 22 bị cáo phạm vào tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Tám. Với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hết sức táo bạo và trắng trợn, các bị cáo đã cấu kết thành một đường dây ma túy hoạt động trong nhiều năm liền, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Khối lượng ma túy mà chúng vận chuyển, buôn bán là đặc biệt lớn. Hơn nữa, số ma túy này không thể thu hồi được, đã gây nên những hậu quả vô cùng to lớn cho xã hội. Với 289 kg thuốc phiện và 741,5 bánh heroin, tương đương với 259,525 kg, thì tội ác mà chúng gây ra phải lãnh tới hàng ngàn bản án tử hình. Căn cứ vào nhận định trên, hội đồng xét xử quyết định mức hình phạt đối với 22 bị cáo như sau. Phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 8 bị cáo: Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Quyết, Lương Văn Trinh, Ngô Xuân Đoàn, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Toàn, Phạm Ngọc Định và Trần Ngọc Quỳnh. Phạt tiền các bị cáo trên với mức từ 300 triệu đến 500 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 2 bánh heroin đã thu giữ và tịch thu xung công quỹ nhà nước toàn bộ tài sản bất chính của các bị cáo là tăng vật trong vụ án này. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Văn Tám, hội đồng xét xử quyết định tịch thu xung công quỹ 441.700 đô la Mỹ và 332,5 cây vàng, 2 két sắt và tiếp tục kê biên ngôi nhà số 7 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Về phần tài sản mà Tám có là 17,5 cây vàng. Phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 12 bị cáo: Nông Thị Hằng, Ngô Văn Ngọc, Trần Văn Kế, Lương Thanh Bình, Mai Văn Nhã, Nông Thị Đầm, Lương Văn Trư, Nguyễn Sinh Khương, Ngô Quang Tỉnh, La Bích Phượng, Trần Văn Hiển và Hoàng Kim Hoàn. Áp dụng điều 42 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của bản án này với 3 bản án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy trong các vụ án khác, tòa buộc 3 bị cáo Lương Thanh Bình, Lương Văn Trư và Hoàng Kim Hoàn phải chấp nhận hình phạt chung cho cả 2 bản án là tử hình. Tòa phạt tiền đối với 12 bị cáo nêu trên với mức phạt từ 200 triệu đến 400 triệu đồng. Phạt Hà Thế Hùng, tức Hà Văn Út, 20 năm tù và Trần Ngọc Bình, 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt tiền 100 triệu và 50 triệu đối với mỗi bị cáo và kê biên 2 ngôi nhà và một số tài sản khác. Như vậy, tổng hợp hình phạt chung đối với các bị cáo trong phiên tòa này và một số bản án đã được xét xử trước đây có 11 án tử hình, 9 án chung thân và 2 án tù có thời hạn dành cho 22 bị cáo. Bản án thể hiện sự nghiêm minh.